Chương 15. Vả, có mấy người từ xứ Giu-đê đến, dạy các anh em rằng, nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se, thì không thể được cứu rỗi. Nhân đó, có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó. Người ta nhất định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Jerusalem, đến cùng các sứ đồ và trưởng lão, đặng hỏi về việc này. Vậy, sau khi các người ấy được hội thánh đưa đường rồi, thì trải qua xứ Phênici và xứ Samari, thuật lại sự người ngoại trở về đạo. Và như vậy, làm anh em thay thảy được vui mừng lắm. Vừa tới thành Jerusalem, được hội thánh, các sứ đồ và trưởng lão tiếp rước, rồi thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã cậy mình làm. Nhưng có mấy kẻ về đảng Pharisee đã tin đạo, đứng dậy nói rằng phải làm phép cắt bì cho những người ngoại và truyền họ phải tuân theo luật pháp Môi-se. Các sứ đồ và các trưởng lão bèn họp lại để xem xét về việc đó. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-e-rơ đứng dậy nói cùng chúng rằng: Hỡi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại và ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tin sạch. Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời, gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi. Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Cả hội đồng đều lẳng lặng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những phép lạ, dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra giữa người ngoại. Nói xong, Gia-cơ cất tiếng lên rằng: Hỡi anh em, hãy nghe tôi. Si-môn có thuật thế nào lần thứ nhất, Đức Chúa Trời đã đói thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài. Điều đó phù hiệp với lời các đấng tiên tri, vì có chép rằng: Rồi đó ta sẽ trở lại, dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát. Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại mà gây dựng lên, hầu cho những người sót lại và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Chúa là đấng làm nên những việc này, có phán như vậy. Từ trước vô cùng, Ngài đã thông biết những việc đó. Vậy, theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoài trở về cùng Đức Chúa Trời. Song khá viết thơ dặn họ kiên cử, cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngọt và huyết. Vì trải bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành, vẫn có người giảng luật pháp Môi-se, bởi mỗi ngày sa bát, trong các nhà hội người ta có đọc luật ấy. Kế đó, các sứ đồ và trưởng lão cùng cả hội thánh bèn quyết định sai những người được chọn ở nơi mình đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến thành Antioch, ấy là Judea, cũng gọi là Ba-sa-ba, và Sila là hai người đứng đầu trong hàng anh em, rồi giao cho hai người bức thơ như sau này. Các sứ đồ, trưởng lão và anh em gửi lời thăm anh em trong những người ngoại tại thành Antioch, xứ Syri và xứ Cilici, bởi từng nghe có một vài người trong vòng chúng ta chẳng lãnh mạng lệnh nào nơi chúng ta, tự lấy lời mình khuấy rối và biến loạn lòng các ngươi nữa. Nên chúng ta đồng lòng quyết ý chọn những người thay mặt sai đi cùng kẻ rất yêu dấu của chúng ta là Ba-na-ba và Phao-lô mà đến nơi các ngươi. Hai người này vốn đã liều thân vì danh Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Vậy chúng ta đã sai Judea và Sila đến để nói miệng với anh em về việc đó. Ấy là Đức Thánh Linh, và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngọt và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà anh em khá kiên giữ lấy vậy. Kính chúc bình an. Vậy, khi các người đó đã từ giả hội thánh xuống thành Antioch, nhóm hết thảy anh em lại và trao thơ cho người ta đọc thơ, thảy đều mừng rỡ vì được lời yên ủi. Giuđa và Sila chính là kẻ tiên tri, cũng lấy nhiều lời giảng mà khuyên bảo và dục lòng anh em mạnh mẽ. Khỏi ít lâu, anh em chúc các người đó bình an,
mà cho về cùng những người đã sai đến. Phaolô và Ba-na-ba phân rẽ nhau, nhưng Phaolô và Ba-na-ba ở lại tại thành Antioch, giảng tin lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác. Sau ít lâu, Phaolô nói với Ba-na-ba rằng, chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thế nào. Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác, nhưng Phaolô không có ý đem Mác đi với người, vì người đã lìa hai người trong xứ Pamphili, chẳng cùng đi làm việc với. Nhân đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chip-rơ. Còn Phaolô sau khi đã chọn Sila và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa, thì khởi đi. Người trải qua xứ Syri và xứ Cilici, làm cho các hội thánh được vững bền.